Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Estebon, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hại khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay tiếp tục cập nhật một số thông tin về game cho anh em ha. Thì có một số thông tin cũng khá quan trọng nè, cũng khá là hấp dẫn cho cái chuẩn bị tuần sau là có sự kiện mới cho anh em chơi rồi. Đó. Thì ok anh em, không nói nhiều nữa. À, vô luôn em, vô luôn để xem coi thông tin đó là gì. À, thì trước hết thì ngày mai ha, nó sẽ cập nhật cái sự kiện lễ kỷ niệm cho anh em. Thì có một số dự đoán cho cầu thủ ngày mai. Đó là gì anh em? Là con Gullit nè, Mandini, con Bright nè, Rotocatlos, Cafu và Beckham. Thì nhìn chung là nó dự đoán thôi anh em. Khả năng là ngày mai có mấy con này cho anh em. Đó. Thì cũng khá là ok anh em. Có Gullit mà nếu mà ra Gullit, Mandini thì quá ngon rồi, hai con này nào mong chờ anh em. Có cái thẻ mới anh em thật sự. Chứ bây giờ hiện tại Gullit chỉ có 99 thôi và Mandini cũng 99 thôi, chưa có thẻ mới. Đó. Còn Roy nữa, còn Roy cũng có 99 thôi. Rotocatlos thì cũng có 99 mà Ray luôn. Cafu thì khá lâu rồi không có anh em. Beckham cũng vậy, đúng khá lâu rồi không có rồi. Thì dự đoán này cũng khả năng là có, cũng khá cao anh em. Đó là dự đoán ha, cho 6 cầu thủ A kênh này ngày mai coi như thế nào. Thì bây giờ mình vô tin tức của bạn Sub Bullet ha, hôm qua đã thông báo cho anh em nè một số cái tin tức sắp tới như thế nào. Thay đổi gói view card hàng tuần, có nghĩa là cái view card này giống như là cái gói mấy cái bắt mở sao anh em, tại vì cái này nó khó hiểu quá, nhiều lúc dịch ra tiếng Việt cũng có hơi khó hiểu. Cái chuỗi lễ kỷ niệm ở cái gói là 95, 96, 97, 98, 9 là 101, 103 nè. Đó. Cộng đồng lễ kỷ niệm AB nè. Đó có nhiều cái rất là khó hiểu anh em. Tỷ lệ cược nghiệp vụ vào ngày 10 tháng 10. À cái này thì mình hiểu nè. Cái tỷ lệ cược vào ngày 10 tháng 10 á, ngày phụ á, là nó sẽ nó cộng thêm cái cập nhật mới cho anh em một số cầu thủ để anh em mở ha. Nó nghĩa là cái quỹ cầu thủ á cho anh em mở thêm ha, mới ha. Đó. Còn cái gì nè? Cái sự kiện cho cái tuần sau ngày 17 tháng 10 đó là sự kiện Libertadores, đó là sự kiện giải Nam Mỹ anh em. Đúng rồi, mình nhớ là Nam Mỹ anh em. Hôm qua có một số anh em bình luận ở dưới á, CNL là gì? CNL có nghĩa là CONMEBOL Libertadores. Đó. À Libertadores mà, Torres mà. Đó là ngày 17 anh em, bắt đầu là sự kiện mới nha. Và có một cái mini pass giống như Star Pass vậy đó, nhưng mà nó nhỏ thôi, tầm chắc khoảng 30 mốc thôi, cỡ đó đó. Và tiếp tục là cửa hàng trực tuyến nè, có 96 Ronny cộng 100 FC Bond cộng cho một em coin nè. Đó này là mình mua nè, mua cửa hàng trên trang web đó, trực tuyến đó. Tiếp tục là sẽ có cái cầu thủ top quýt, có nghĩa là hay nhất tuần tiếp theo, tuần thứ hai 96. Tiếp theo nữa là có hai má đội thưởng của Mexico. À cái này hấp dẫn anh em, hai cái má đội thưởng anh em, hai cái code mới cho anh em chuẩn bị sự kiện mới. Mình nghĩ là cái má này sẽ có vào ngày thứ tư nè, thứ tư tuần sau á, khả năng là như vậy. Trước sự kiện nó ra một lần một ngày là sẽ có cái má này cho anh em. Thì anh em mà nhập liền vô không nên hết hạn nha anh em. Cái này thường thường cái má nó có trong 24 giờ thôi, thì cái gì có là mình sẽ làm clip lên cho anh em nhập vô lên nha. Đó nhớ nha. Thì đó toàn bộ thông tin mà hôm qua bạn Sub Boris đã thông tin ha. Có nhiều cái thì mình hiểu, có nhiều cái thì cũng hơi khó hiểu anh em, tại vì viết tắt quá, cụ thể quá nên nó không cụ thể anh em, nên nó hơi khó hiểu. Thì anh em nào mà nắm bắt thì hơn nữa thì có thể chia sẻ thêm cho anh em ha. Thì mình chỉ nói một cái nào mình hiểu thôi. Thì ok anh em, tiếp tục là cái phần những sự kiện tiếp theo là bạn này nói nè, nào Libertadores đó, đúng rồi đó. Đó Libertadores đúng rồi đó anh em, là thứ ngày 17 tháng 10 nè. Và sau đó một tuần nữa là sẽ là sự kiện Dreamsteam, tiếp tục đó là Champions League, và tiếp tục đó là kiện Golden Ball. Đó, à Golden Ball là hôm qua cái một số anh em mình đặt dưới là sự kiện quả bóng vàng anh em, quả bóng vàng. Đúng rồi mình nhớ rồi. Tại vì lúc mình quên anh em, tại lập đi lập lại mà mình quên em. Giống như là sự mùa trước gì đó, lập đi lập lại mỗi sự kiện cũ rồi đó. Lâu lâu thì nó ra một số sự kiện mới thôi. Thì ok anh em, đó là một số thông tin là mình muốn cập nhật cho anh em ha. Thì đây là một số cái là concept đề xuất cho cái sự kiện Libertadores ha. Cái sự kiện này á đa số là cầu thủ Nam Mỹ anh em. Đó, giải Nam Mỹ nữa là có con Ronaldo nè, đó, Ronaldo da Lima anh em, thấy chưa? Cafu nè, Rotocatlos nè, Riquelme nè, Zico nè, Mascherano, Paulinho, Almada nè, Hood nè, con Vazela nè. Nói chung là những cầu thủ của cái quốc gia
Nam Mỹ anh em. Thì trong đây mình thấy là con Ronaldo da Lima nè, đó là được, nếu mà có là khá ngon nha, nên tăng lên over 103 là cực kỳ ngon luôn. Cafu cũng được nè, rồi tôi có Lost nè, Chico nè, đó là những con hàng gọi là đáng chú ý cho anh em. Nhưng mà cái này chỉ là đề xuất thôi, đề xuất có nghĩa là dự đoán trước thôi, chứ chưa biết là có hay không nè, chưa biết là có hay không nha. Đó của một bạn trên Wister mình mượn về ha, cho anh em đề xuất ha. Tiếp tục đây là trang SCB Forum có đề xuất một số cầu thủ như là Ronaldinho nè, Jorginho nè, Gacincha nè, Restpo nè, Francescoli nè, Boza nè, Santos nè, Hun nè, Paulinho nè, Fernandes nè. Thì cái giống như bên kia anh em, vừa ra lai anh em, đó chỉ có một số con mới thôi. Mấy con 99 thôi khỏi đi, mình nhiều lúc mấy con loại cũng không biết đâu anh em ơi, chỉ có mấy con ở trên, đó, icon là gọi là hợp lý đó, như là Ronaldinho, Jorginho, đó Gacincha là cũng cầu thủ nào cũng Jorginho thì mới có thẻ rồi, mình thấy chỉ có con Ronaldinho với con Gacincha là lâu quá không có thẻ nè, Red Bull nữa nè, đó là lâu quá không có thẻ nè, hy vọng là có cho anh em ha, đó là một số thẻ mới thôi. Thì đó thì đây cũng là một số đề xuất của trang này, nói chung là cái giải Libertadores này á thì mình thấy được vài con icon là ngon thôi, chứ mấy cái con mà bình thường anh em, cái giải năm năm Mỹ đã qua ai chơi mấy đâu anh em, thật sự không có cầu thủ nổi tiếng như con hút là lâu lắm rồi nè, bây giờ nó quay về giải Brazil chơi nè đó. Thì nhìn chung là thôi kệ nó đi, nó ra cái một sự kiện nhỏ nhỏ đó cho anh em chơi thì anh em đỡ bị nhàm chán ha, đó đỡ anh em, sau đó một tuần ra Dream Team nữa anh em đó, thấy chưa. Thì ok anh em, đó là những thông tin mà mình muốn truyền đạt cho anh em để cho anh chuẩn bị ha. Có cái đáng chú ý là có hai code được anh em đó, để đăng nhập vô lấy quà. Thì đó thì trước khi sự kiện ra một ngày á thì mình sẽ thông báo cho anh em và làm clip cho anh em để đăng nhập cho lên để lấy quà lên anh em đó. Thì ok anh em, bây giờ mình tiếp tục vô game coi mà bắt chơi coi có gì không anh em đó. Nhìn chung là sự kiện cũng không có gì nhiều, thông lâu lâu thông báo cho anh em để anh em chuẩn bị tinh thần chuẩn bị sự kiện mới chơi vui vui anh em đó, cho đỡ nhàm chán thôi. Thì cái sự kiện lấy kỷ niệm này á, sau khi lấy con Arno xong rồi là xong anh em, kết thúc rồi, thật sự là không còn gì hết. Không biết nó nghĩ cái gì nhờ anh em nhỉ, chơi cái này nó cho có một con Arno mà rui nhanh quá, lấy cái tuần đầu tiên mới có mấy ngày là lấy hết rồi, lấy xong rồi anh em, lấy xong rồi, lỗi luôn, lấy xong rồi, không hiểu luôn. Để mình coi coi sự kiện này còn bao nhiêu ngày ha, để mình coi coi, mình vô phần chơi coi, coi sự kiện còn bao nhiêu ngày nữa, chắc còn 2 tuần quá. Đúng rồi anh em, còn 15 ngày nữa đúng rồi, còn 2 tuần nữa là hết rồi. Là cái tuần đó nó sẽ ra sự kiện Dream Team á, đó Dream Team á, đúng rồi, thay thế sự kiện này. Thì ok anh em, để mình vô lại ha. Còn cái phần gọi là thử thách á, thử thách một vinh quang nè. Đó, nó cho mình chơi có một lần anh em. Không biết khi nào nó reset lại cho mình chơi ta. Cái này ngon ghê anh em ơi, thật sự nó ngon lắm á. Cố gắng đá trận hết chuyện hết cuối cùng thôi để lấy cái điểm để lấy cố gắng lấy 1.200 đá quý. Mà bây giờ nó cho chơi có lần rồi. Trời lâu quá, chắc một tuần một lần được lần quá. Thì ok anh em, bây giờ mình vô phần lễ kỷ niệm có gì mà mở chơi cho anh em không, mà bắt chơi không để xem như thế nào. Đây cái này thì không có gì này, chơi này thôi. Phần thưởng nè, phần thưởng nè, phần thưởng hôm qua mình quay cũng hết rồi, quay xong hết lấy hết rồi. Còn phần giảm giá chớp nhoáng nè. Cái này hôm nay có cái gì mở chơi không, giảm giá chớp nhoáng nè. Đây đây đây. Ê, bên đây có phần ngon anh em, để coi có cái gì không. Mã bằng gen đâu mình chơi lên em. 98 nè, 96 nè, 102 nè. Trời ơi, 102 nếu mà bằng gen là mình chơi rồi. Không không có gen anh em ơi, hôm nay không có ngon rồi, hôm nay không ngon rồi. Thì qua bên đây thôi, bên đây có nào không. Rồi bằng SC Bon đâu mà. Ê, cái này ngon nha anh em, 97% là 3 nha anh em. Đấy, bây giờ trước hết mình sẽ mở trong to trước đi, trong to trước để có hên hay không đó. Qua đó mở tiếp, mở 3k gen trước, vô đây. Ngày nào cũng mở đây, ngày nào cũng mở vui vui á, mà vẫn chưa được độ em ơi, vẫn chưa được độ con nào 101 anh em, mới có 100 thôi. 100 thì có đây, 101 chưa có đâu, chưa có con nào hết, thật sự luôn đó. Mình hơi đen anh em ơi, sự kiện ra 2 tuần rồi. Đây vô để coi coi hôm nay được độ không nha. À, kiếm con nào ngon ngon coi, 102 cũng được, không còn nhiều đâu, 102 cũng được rồi. Vô rồi em ơi, cờ gì đây, cờ gì pháo em ơi, sút ST đi RB hả. Trời ơi, là bé icon này vô kèo lắm, trời ơi. Trời ơi, là bé icon này ngon sao còn một nay. Trời ơi, tức quá anh em, trời ơi. Đấy, thấy pháp rồi, thấy ngon rồi. RB được thu ra anh em, thấy chưa.
Trời ơi, thu ram icon rồi vô kèo anh em. Kìa thu ram nè. Mới ra còn ai đã hết tiêu rồi. À, từ trời tức tức anh em. Oh man, tức tức anh em ơi. Trời ơi. Ôi ôi, tức quá anh em. Bây giờ tiếp tục anh em. Mình ra mình mở cái phần hồi nãy mình nói 3.500 xe tiếp. Để coi như thế nào. Trời ơi, mén 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 vô, mén vô kèo rồi. Đây, ba y phải. Đây nè, 97 đến 103 luôn, 3.500 gen. Chơi phát nó đi em, kiếm con nào ngon ngon, con bút phong hay là con Gareth coi. Đó, vô em. Ấy, cờ siêu quê rồi, lúc tên anh em ơi. Cờ Đức hả? ST hả? Chết cha, đi Đức rồi em ơi, đi Đức rồi, đi Đức rồi, đi Đức rồi. Ô, 98, trời ơi, có full rút. À. Con này hôm bữa đá cho Dortmund thì phải này đúng không ta? Nó còn giờ nó qua bên West Ham rồi. Con này nè, mùa trước đã cho nó mua thì phải đúng không ta, không nhớ lầm, nhớ nhớ lầm rồi đúng không ta, à đấy có độ nào với Đức cái mình quên ta đúng không, nhớ lầm đúng không, lầm là bên Dortmund đó. Trời ơi đen thật tròn em ơi, trời ơi nãy mén mén con RB tức nhất con RB này thật sự đó. Bây giờ mình sẽ vô phần trao đổi tiếp anh em, chơi tiếp anh em, chơi tiếp để kiếm cơ hội coi như nào. Tức quá anh em ơi, mình tự đến có thu ram rồi, trời ơi vẫn tiếc RB cuối cái cờ thôi, chỉ cần cái cờ icon thôi là mình vô kèo anh em. Thiệt icon nó đã thu ram rồi. Bây giờ mình vô phần này nè. Chơi anh em, đây 1 2 3 4, hy sinh một con 97 luôn. Chơi luôn em. Vô nè. Đã kiếm con này còn ngon coi. Đấy trong đây nhiều con ngon lắm nè. Trời ơi, tiếc dữ ta. Đó em RB em được cờ Pháp là ngon lắm, cờ Pháp là nhiều con lắm. Tiếp anh em ơi. Vô anh em ơi, vô 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 vô. Đấy. Đã con 102 cũng được. Kiếm con ngon ngon Pháp cũng đi. À, đi này anh em ơi, nhưng mà tiêu anh em ơi, xe đen em nữa, đi tiêu anh em ơi, trời ơi tiêu rồi, tiêu rồi, trời ơi, còn lại quá, ôi 95 anh em ơi, ôi ôi ba con 95 luôn, xong rồi xong về mình rồi, à, thì chán rồi chứ, mỗi ngày mỗi mở sao ta đen chứ trời, còn có cái gì mở không, đây không có con nào hết, đây không có con nào hết anh em ơi, không có con nào hết, tiếc quá anh em ơi, tiếc 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 quá, ngày 95 trăm lẻ bao nè. Mà bên đây lại khó hơn bên kia ta, bên đây lại khó hơn bên kia nè, bên kia khó hơn, để dành cho ngày mai mở đi em ơi. Mà đây thì nó nhiều cầu thủ hơn, nó yêu cầu nhiều hơn, mà thấy khó ăn hơn bên kia nha, không có sâu như bên kia đâu. Hay là mình làm phát rồi em, chơi luôn đi, chơi phát đi, lỡ là chơi phát thì lấy hai con 95 cho vô, ba con 95 chứ, ấy chơi luôn lỡ rồi, lỡ rồi, cho nó phải kiếm một con nào ngon ngon mới được, con này không bán được, cho vô, đâu rồi, con này không bán được. Không bán được, không bán được, cho vô. Tiếp tục là con 85 cộng nè. 85 cộng thì thôi cho đại vô đi, tại vì con này mình nhiều lắm. Ok anh em, bây giờ mở cái này coi như nào, trao đổi đi. Kiếm con ngon ngon rồi, trời ơi. Tức quá anh em ơi, không được con nào ngon hết em ơi. Đó. Coi gì? Pháo anh em ơi, ST không? RB, icon đi, Disney nữa. Trời ơi, là mình vừa học hai lần đây một con này. Trời ơi, con lát nữa nó cấp lao cho nó ám mình như trời ơi. Hai cần là thu ra em, trời ơi. Con 95 nữa kìa. Tức quá mình còn con nào không? Hết rồi, hết 95 mà còn hai con 95 mà còn 97. Ủa quá thôi. Tức quá anh em. Trời mén hai lần rồi. Thôi để ngày mai mình chơi tiếp anh em. Mai chơi tiếp. Thì ok anh em, bây giờ tiếp tục vô xem clip của anh em nữa để kiếm cơ hội ngày mai mở tiếp anh em. Trời ơi tức quá anh em, nó cho mình hai lần con RB mà hai lần mén icon là mình vô kèo anh em mà không vô được, tức thật, nó ra còn ai chứ đâu chứ. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ vô mình xem clip của anh em ha, để xem như thế nào. Ok anh em, bây giờ vô xem clip của anh em đây, đâu rồi, đây đây anh em, bây giờ mình xem cái hạt đầu tiên là xem như là đây. Tại vô anh em 2.000 FC Bon, à, là chơi 2.000 FC Bon em, gói lễ kỷ niệm 100 vô đó, hero em ơi, cờ mà ý là mà con Bashley thì phải đúng không, y 93 Bashley đúng rồi, Bashley đúng rồi, đúng rồi em ơi, trời ơi 2.000 FC Bon gì đâu mà được con gì được không mà. À phát thứ hai này, quên phát thứ hai mới quan trọng nè, đó chưa, đấy cờ gì đây, Hà Lan sút ST ai cần không, Manchester Hà Lan con gì mới mới trăm á, đúng rồi con chiếc gì, trời ơi chiếc gì em ơi, ồ con này 100 hả, con này bán không được nữa chứ, con này trên cái 3553 gì đó ở đây con LM đó kìa. Oh man, hơi đen, hơi đen, hơi đen,
tiếp 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 gọi Esteban luôn. Esteban nữa hả? Hôm nay Esteban không anh em, đẩy vô rồi có gì. Argentina giống mình rồi, giống mình rồi, là tấp liêu. Ê, Boca Juniors gì đây? Chín bốn. Ô đen kìa. Các này thì bán được nè, vẫn còn 8.600. Để coi mở gì đây, mở gì đây. Hay đang kiếm gói mở nè. Đó, gói nào? Hai gói 500 chơi luôn. Đấy, vô luôn em, vô luôn, vô luôn, vô luôn. Đấy. Đó, vô rồi nè. Đó. Gì đây? 95. Ô, thế luôn. Ôi ôi đen kìa. Sao đen dữ ta? Đó, có gì đây? Áo rồi, áo xong đi áo rồi. 96. Ú, sao đen vậy? Tiếp tục. Để xem coi phút cuối có hên hay không. Để coi coi, cái mở gì đây. À, vẫn còn nhiều gói mà, mở đi. Vẫn còn mấy gói kìa. Thôi ngàn kìa. Thôi ngàn cũng ngon kìa. Đó. Vậy, có 200 hả? Hay có 200 này, gói này 3.000 SC, 3.000 gen nè. Chơi cái đó cũng được. À, có 1.000 này, đó có 1.000 này ngon nè. Suy nghĩ lâu của em, suy nghĩ lâu nè, suy nghĩ lâu. Đó vô rồi. Hy vọng cái gói này ngon nè. Đầu tiên chứ gì đâu. Phát thứ hai thôi. Để xem như là đây. À, vô nè, phát thứ hai nè. Đó. Vô, đấy. Vô luôn. Ngon luôn. Đấy, các anh. Ý, còn 99. Bèo lên anh em. Ô đen rồi, đen, đen, hơi đen nha. Bèo lên anh em là hơi đen rồi. Đấy. Còn chờ tiếp không? Có này hả? Có này không ngon. Tại vì cầu thủ có đến có 101 của con kia. Có này được nè, có này chơi này đi cũng được nè. Hai phát có này ngon nè. Còn suy nghĩ lâu quá, à, chưa có này hả? Trời ơi, có này hả? Có này thì chờ cơ hội thôi chứ cũng khó ăn lắm, thấy chưa? Khó lắm. Phát thứ hai là xong rồi. Phát thứ hai nè. Nhãn kiếm còn chậm là một đi thì nó mới hên được. Ý, 99 chưa cô men chưa. Ôi ơi, sao đợt này hơi đen nha em ơi. Hôm nay lấy ví sao này hơi đen, hên đen dữ trời. Đấy, đấy. Trời ơi. Phát thứ hai nè. Vô tiếp, dán kiếm con chân là một đi. Đó, có gì đây? Ý anh em ơi. Ý 100 đen tiêu đô, cũng tạm được, cũng tạm. Gói 500 với gói 200 này được này, không chơi hết nốt rồi đi, gói nó ngon chơi. Đấy, chơi luôn gói 500 này được này, hai phát này được này, ngon nè, cũng được nè, thấy cũng ok đó. Chơi không? Chơi đi, chơi đi. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Không chơi luôn. Không chơi luôn. Đó. Trời ơi. Đang suy nghĩ cái gì còn 5.000 trời. Quất cái gói nhỏ nhỏ 10 lần. 10 lần hết rồi, 10 lần có 1 lần 50 lần à. Gói này thì hên xui thôi, cái này chắc xui là nhiều hơn. Coi là quá nhỏ này, quá quá nhỏ luôn. Mà lại suy nghĩ hơi lâu á. Đó. Thấy chưa? Cái gì đâu, lâu quá. Cái này ít quá không được đâu. Mà ra ngoài thôi, ra ngoài thôi. Đấy, gói mình ngon không chơi. Trời ơi, gì đây? Mà lại suy nghĩ khá lâu vậy nè. Khá là lâu. Hết gói ngon rồi, gói ngoài kia mới ngon hết rồi, kiếm gì vậy? Hết rồi, không chơi nữa nè, không chơi nữa. Thì ok anh em, nói chung cho anh em xem vài clip thôi. Hôm nay xem vài clip được rồi, nên tại thời lượng nó khá dài anh em. Thì ok anh em, nói chung hôm nay là một clip là thông báo với thông tin cho anh em ha, để anh em chuẩn bị ha. Đặc biệt là có hai cái code để anh em chú ý, để anh em có gì nhập lên, mình sẽ thông báo lên cho anh em để anh em nhập vô lấy quà ha. Còn cái sự kiện mới ra thì mình thông báo thêm cho anh em để anh em thấy thôi, chứ không có gì hết anh em ha. Thì sau khi kết thúc cái clip này thì mình cũng gọi là nói thêm tiếp tục về cái kênh VNT
review FC U7 ha, để cho anh em biết, để anh em qua mình đăng ký ủng hộ mình ha. Cái kênh nó cũng khá lâu rồi về review cầu thủ, review đội hình gì đó, anh em nhớ qua ủng hộ mình một sub nha anh em. Đó, thì anh em thấy clip bị hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký những kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn em, xin chào anh em.